Trước hết xin cảm ơn lời chúc mừng của vị đại diện ban chấp hành các giáo xứ. Cha đặc trách giới thiệu là đại diện cho 275 vị trong ban chấp hành các giáo xứ đang hiện diện đây. Những ngày vừa qua đến được một số giáo xứ thì có nhiều vị đã gặp rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta gặp trong một cái bầu khí hoàn toàn khác, không phải ở riêng từng giáo xứ hay là các giáo hạt, mà trong bầu khí hiệp thông của cả giáo phận. Không phải chỉ mừng bổn mạng của ban chấp hành các giáo xứ mà thôi, mà mừng bổn mạng của cả giáo phận. Thú thực thì trong thánh lễ vừa qua cũng để muốn nhấn mạnh làm nổi bật cái bổn mạng của giáo phận lên, cho nên chưa có đề cập đến ban chấp hành, bởi vì biết là sẽ có cái buổi gặp gỡ này. Cho nên là cảm ơn vị đại diện đã chúc mừng. Và bây giờ đến phiên tôi cũng xin chúc mừng bổn mạng của tất cả quý vị trong ban chấp hành các giáo xứ nhân ngày bổn mạng Phêrô và Phaolô hôm nay. Và đây cũng là dịp không để chúng ta không chỉ mừng lễ bổn mạng mà thôi, nhưng còn dịp để rồi gặp gỡ, thể hiện cái sự hiệp thông trong giáo phận, và quan trọng hơn là cũng có cái một chút thời giờ để nhìn lại cái sứ vụ của mình. Các vị ở đây 275 người là thành phần gọi là ưu tú được tuyển chọn từ các giáo xứ rồi đấy. Nên là phải xem là cái nhìn lại xem là cái sứ vụ của mình như thế nào, và mình đã thực thi cái sứ vụ đó làm sao. Và nhất là trong cái bầu khí cả giáo hội đang hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, thì thiết kỹ đây cũng là cái dịp để rồi xin mời quý vị quý chức ban chấp hành các giáo xứ nhìn lại trong cái tinh thần đó. Chúng ta được mời gọi sống hiệp hành trong cái vai trò của mình trong cộng đoàn giáo xứ như thế nào. Tôi được các cha đặc trách cho biết là thời gian vừa qua ban chấp hành giáo xứ hay là hội đồng mục vụ các giáo xứ cũng đã được huấn luyện, nhưng mà vẫn còn hạn chế bởi vì nhiều lý do lắm. Và cái lý do gần nhất, rõ nhất mà ngày hôm nay không phải chỉ là ban chấp hành giáo xứ thôi, mà hầu như các ban ngành, đạo cũng như đời đều đổ thừa cho nó, là do Covid. Nên là vì Covid cho nên là 2 năm qua mọi sinh hoạt trong giáo phận, rồi mọi sinh hoạt đoàn thể, rồi mọi sinh hoạt các giới cũng đều bị suy giảm. Nhưng mà Covid nó qua lâu rồi, qua gần 2 năm nay rồi, nên giờ không thể cứ đổ thừa Covid mãi được. Chúng ta lại phải bắt đầu trở lại với cái nhịp sống bình thường. Với vai trò là ban chấp hành các giáo xứ thì chúng ta được mời gọi điều gì? Dù là hạn chế trong việc huấn luyện đào tạo, nhưng mà có lẽ tất cả mọi người chúng ta đều ý thức rằng dù không phải là ban chấp hành thì mình cũng là một người Kitô hữu, là một người giáo dân, và theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai đề cao một cái giáo hội, một cái mô hình giáo hội là dân Thiên Chúa. Cho nên là dân Thiên Chúa thì trong đó mọi thành phần dân Thiên Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đều có cái phẩm giá, đều có cái vai trò quan trọng tùy theo cái ơn gọi, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sứ vụ của mình. Phẩm giá của chúng ta là phẩm giá của bí tích rửa tội. Còn quý vị có để ý trong thánh lễ, trong cái phần chuẩn bị lễ vật tới cái phần sông hương thì giúp lễ sông hương cho chủ tế hay là cho các đồng tế hay là cho cộng đoàn giáo dân cũng như nhau thôi, chỉ có cái thứ tự khác nhau tí thôi.
Nên là giúp lễ cũng lắc hai cái và ba lần lắc như vậy. Trước khi lắc cũng phải cúi đầu, không phải cúi đầu mà cúi, còn cúi mình ấy. Đúng nghĩa là cúi mình, cúi sâu. Trước chủ tế cũng vậy, trước các đồng tế vậy, mà cúi mình trước cộng đoàn cũng y như vậy. Điều đó cho thấy cái phẩm giá của chúng ta như nhau thôi. Phẩm trật thì khác nhau, phẩm trật thì có chức thánh, không chức thánh, còn phẩm giá là như nhau, cho nên mỗi người đều được mời gọi đóng góp cái công sức của mình để xây dựng nên một giáo hội duy nhất của Đức Kitô. Nên trước hết chúng ta phải ý thức cái vai trò của người giáo dân ở trong giáo hội như vậy. Còn bây giờ không phải chỉ dừng lại ở vai trò người giáo dân chung chung nữa, mà ban chấp hành là những người đã được tuyển chọn, được bầu lên từ cộng đoàn dân Chúa đó. Chúng ta là đại diện cho toàn thể cộng đoàn một giáo xứ hay một giáo họ. Cái vai trò của mình còn đặc biệt hơn nữa, vừa đại diện cho cộng đoàn, vừa là cái người làm việc trực tiếp với các cha, với chủ chăn, là cái cầu nối, là trung gian giữa chủ chăn và đàn chiên. Nên chúng ta thực thi cái vai trò đó như thế nào để góp phần mình vào xây dựng giáo hội, xây dựng cộng đoàn giáo xứ chúng ta đây. Nên trong cái bầu khí hôm nay, trong cái thời hạn cũng không được nhiều lắm, nên cũng chỉ gợi lên vài cái ý chính thôi. Cái thứ nhất đó là phải đồng cảm và đồng trách nhiệm với các mục tử. Đồng cảm và đồng trách nhiệm. Có thể chúng ta đặt kỳ vọng nhiều vào các mục tử, mình chờ đợi, mình muốn thế, các cha phải thế này thế kia, nhưng mà mình quên rằng các cha thì dù là người đã được tuyển chọn và trao chức thánh, nhưng mà cũng vẫn chỉ là con người thôi. Các ngài được tuyển chọn để với cái chức thánh được trao ban qua cái sứ vụ của mình, họa lại hình ảnh của Đức Giêsu vị mục tử nhân lành, mang vào mình mùi chiên. Cho nên là các cha, các mục tử phải được mời gọi, phải dấn thân vì đàn chiên, dù có phải đối diện với khó khăn, nguy hiểm, rồi thiếu thốn vân vân, ngay cả đau khổ. Rồi các vị mục tử cũng được chờ đợi, được khuyến khích là phải sống gần gũi, thân tình, liên đới với chiên của mình, biết các chiên như chưa xung mục tử, ta biết các chiên ta. Người mục tử tốt là phải gọi tên từng con chiên một, cho nên là phải dấn thân, phải gần gũi. Không gần gũi làm sao mà biết tên, biết gọi được. Cho nên là một vị mục tử mà sống xa cách với dân chúng, với đàn chiên cũng sẽ đưa đến những cái bức xúc. Rồi cái phận vụ của vị mục tử là xây dựng một đàn chiên, mà đàn chiên ở đây là hội thánh, là nhiệm thể của Chúa Kitô. Cho nên là cái đặc tính của cái đàn chiên của cộng đoàn hội thánh đó là duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, như chúng ta vẫn thường đọc trong cái kinh Tin Kính. Đây là sứ vụ của mục tử, thì dĩ nhiên là người giáo dân chờ mong cái điều đó. Nhưng mà mục tử thì được mời gọi để nên giống Chúa Kitô, mục tử tốt lành thôi, chứ cũng không thể là y chang như Chúa Kitô được, mà cũng phải biến đổi từ từ, từng ngày với sự cộng tác của chúng ta, với lời cầu nguyện của chúng ta, chứ không phải là bí tích truyền chức là biến các vị mục tử thành Chúa Giêsu mục tử nhân lành ngay được đâu. Chúng ta phải hiểu điều đó. Vì thế cho nên là ban chấp hành là trung gian, thì mình cũng phải là cái cầu nối. Rồi những có nhiều người thất vọng, và thất vọng đem ra đưa đến những cái bức xúc rồi chống đối, thì ban chấp hành phải là cái người đồng cảm, gần gũi với các cha, phải hiểu vì sao. Dĩ nhiên là có những cái sai phạm, những cái khuyết điểm thì không thể bao biện được rồi, nhưng mà có thể vì hoàn cảnh
lúc đó mang bản tính con người cũng có lúc đau bệnh chứ các cha đâu có phải là cỗ máy ấy. Cứ bấm là làm đâu. Do thời tiết rồi do cái ngày hôm đó nó khó chịu tí thì lắm khi gặp gỡ người này người kia cũng hơi to tiếng tí. Thế là một người lâu lâu mới đến gặp cha mà gặp cha lại thấy cha khó chịu như vậy là cứ ấn tượng mãi thôi. Thì ban chấp hành là cái người gần gũi với chỗ. Không, hôm đó là cha yếu. Hôm đó cha thế này thế kia. Mình là cái người đồng cảm và phải giải thích cho người khác. Đấy. Cho nên là luôn luôn phải đồng cảm với mục tử. Rồi không chỉ đồng cảm thôi mà phải đồng trách nhiệm. Mình là người cộng tác với các cha trong cái việc quản trị giáo xứ, trong cái việc điều phối thì mình phải đồng trách nhiệm với các vị mục tử đó, chứ không phải chỉ là đứng ở trên rồi với cái chức vụ được trao mình chỉ người này sai người kia mà không có ý thức cái trách nhiệm của mình. Mà muốn thực thi cái trách nhiệm đó mình cũng phải dấn thân với mọi người chứ không thể chỉ đứng một chỗ chỉ được. Chính các cha cũng vậy, cũng phải dấn thân. Thì bây giờ ban chấp hành cũng vậy, cũng phải dấn thân vào từng cái sinh hoạt và từng cái công việc của sinh hoạt của giáo xứ. Muốn đồng cảm như vậy thì giống như Chúa Giêsu thôi, mình phải có một cái trái tim mở rộng, nhẹ bén thì mới có thể cảm thông được. Chứ còn mình không mở lòng ra, mình cũng cứ đưa ra những cái tiêu chuẩn là cha xứ phải thế này thế kia mà không nhạy bén, không đồng cảm thì sẽ khó hòa hợp giữa cha xứ và ban chấp hành, và càng khó hòa hợp giữa chủ chăn và cả đoàn chiên là cộng đoàn giáo xứ. Rồi việc đồng trách nhiệm để hiểu rõ, để minh họa cái đồng trách nhiệm là như thế nào thì chúng ta nhớ đến cái hình ảnh mà Thánh Phaolô đã mô tả trong các thư của Ngài. Giáo hội hay là cộng đoàn Kitô hữu là nhiệm thể của Chúa Kitô, và trong đó mỗi người là một chi thể. Cho nên là cái chi thể này đau thì cái chi thể kia cũng bị ảnh hưởng. Ở đây rõ nhất là ai đã từng đau răng, mỗi cái răng thôi nó đau là khổ sở như thế nào, vất vả như thế nào. Hay là đứt tay một tí thôi nó sẽ ảnh hưởng đến các chi thể, các phần khác. Và cả ngày hôm đó cả người, con người của mình nó uể oải không muốn làm gì cả. Chứ đâu phải đau răng là không ăn được húp cháo là xong đâu, mà cả toàn thể con người nó mệt mỏi. Rồi nó không phải chỉ thể xác thôi mà tâm lý đâm ra khó chịu, cáu kỉnh với vợ con vân vân. Đấy, cái tinh thần đồng trách nhiệm là vậy. Cho nên tất cả chúng ta, mỗi người đều là những chi thể, đều liên đới với nhau. Và đặc biệt là ban chấp hành là những người trung gian giữa cha xứ với thành phần cộng đoàn dân chúa còn lại. Chúng ta cũng phải có cái tinh thần đồng trách nhiệm như vậy. Rồi mình cũng gợi lên cái tinh thần đồng trách nhiệm cho cộng đoàn dân chúa còn lại. Bên cạnh cái việc đồng cảm, đồng trách nhiệm với mục tử để xây dựng một giáo xứ trong tinh thần hiệp hành như giáo hội đề ra, một giáo hội hiệp hành không có hiệp thông này, tham gia và sư vụ. Cho nên giờ là người giáo dân và cách riêng là ban chấp hành các giáo xứ. Chúng ta cũng phải luôn luôn ý thức cái vai trò của mình trong tinh thần hiệp thông, làm việc trong tinh thần hiệp thông, hướng đến xây dựng một cộng đoàn giáo xứ hiệp thông. Cộng đồng Vatican thứ hai khẳng định như thế này về hội thánh nói chung hay là các cộng đoàn Kitô hữu. Hội thánh chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ,
cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người nếu chưa có hàng giáo dân đích thực. Do đó ngay khi thiết lập hội thánh phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành. Như hôm nãy đã nói, quý chức là thành phần ưu tuyển trong hàng Kitô giáo Kitô hữu trưởng thành đó. Cho nên chúng ta phải ý thức cái bổn phận xây dựng hội thánh bằng những cái đóng góp tích cực và thích đáng để làm cho hội thánh, để làm cho giáo xứ, để làm cho cộng đoàn chúng ta ngày càng thêm phát triển, không chỉ về lượng thôi mà còn phải về chất nữa. Mình kể các giáo xứ có rất nhiều đoàn thể, vừa rồi đi thăm có nhiều giáo xứ báo cáo thế. Có giáo xứ tới 51 hội đoàn, có nghĩa không phải là đông hội đoàn nhất giáo phận đâu, mà có khi đông hội đoàn nhất Việt Nam và nhất thế giới luôn. Một giáo xứ có 51 hội đoàn, kể cả hội trống, hội kèn, hội gì đó đều là hội đoàn đấy. Nhưng mà nếu mà chỉ là chất lượng thôi, còn hội đoàn đó làm sao có củng cố giúp cho chúng ta sống đức tin như thế nào mới quan trọng. Giống đức tin không có chỉ là nghe đánh trống, nghe thổi kèn mà thôi. Cái việc đánh trống thổi kèn nó chỉ là bề ngoài để nó liên kết chúng ta, cũng giúp chúng ta cùng trưởng thành trong đời sống đức tin như thế nào mới quan trọng hơn. Đấy, mình đóng góp tích cực không chỉ phát triển về lượng, mà quan trọng phải về chất nữa. Mà về chất, cái điều quan trọng là phải đưa đến sự thánh thiện như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Còn một giáo xứ chỉ có những cái hình thức bề ngoài thôi mà không có chiều sâu, những cái sinh hoạt đó không diễn tả cái sự thánh thiện ở bên trong đó, thì chưa phải là một cộng đoàn thực sự như Chúa chờ đợi đó. Cho nên là quý chức, mình là người trung gian, mình phải nỗ lực xây dựng cái sự hiệp thông trong giáo xứ đó, bằng cách nào? Trước hết phải hiệp thông như lúc nãy nói là đồng cảm, đồng trách nhiệm với cha xứ, có nghĩa là cũng phải mình phải luôn luôn ý thức xây dựng cái sự hiệp thông với cái vị mục tử, không phải chỉ linh mục thôi mà cả giám mục nữa, cũng phải ý thức cái sự hiệp thông đó, xây dựng củng cố. Thấy có những bởi vì ban chấp hành là chúng ta ở ngay trong lòng giáo xứ, chúng ta không chỉ gần gũi với các mục tử thôi mà còn gần gũi với các thành phần giáo dân, và mình biết được những cái dấu hiệu có thể đưa đến sự chia rẽ, có thể phá vỡ cái sự hiệp thông trong giáo xứ, trong giáo phận, thì mình phải tìm cách để rồi mình giải hòa hay là hóa giải những cái điểm tiêu cực đó. Rồi quý chức cũng phải xây dựng cái sự hiệp thông với giáo dân. Mình là trung gian, cầu nối, nên là hiệp thông với giáo dân là hiệp thông giữa các cộng đoàn, rồi hiệp thông ngay cả từng cá nhân một. Vai trò tông đồ của mình là cái cầu nối và xây dựng cái sự hiệp thông đó. Có lẽ trong giáo xứ rõ nhất là các hội đoàn. Như lúc nãy đã nói, giáo xứ chỉ chú tâm về, nếu chỉ chú tâm về lượng thôi, 50 mấy hội đoàn, mà hội đoàn nào cũng muốn là cái sinh hoạt của mình nó nổi, nó trội, nó hơn cái hội đoàn khác, thì chúng ta thấy kết quả như thế nào rồi. Không còn là một giáo xứ, không còn là một cộng đoàn nữa, mà là 50 mấy cái cộng đoàn rồi. Không có sự hiệp thông, không có hiệp nhất. Cho nên là bên mình là ban chấp hành giáo xứ mà mình phải làm sao để mà điều phối các cái sinh hoạt các hội đoàn trong giáo xứ, rồi phải nối kết các cái hội đoàn với nhau. Thú thực trong thánh lễ hôm nay là
Tôi cũng đã ngay từ đầu thánh lễ luôn nhấn đây là lễ giáo phận, lễ của giáo phận. Mà tôi thấy có những cái điều vẫn chưa thể hiện rõ thánh lễ của giáo phận. Tôi ước muốn cuối lễ tôi còn nói đến một cái hình ảnh hiệp thông của giáo phận, nhưng mà thực tế thì nó chưa đủ, chưa diễn tả đủ cái sự hiệp thông đó đâu. Đơn giản thôi, ví dụ ca đoàn hát hôm nay là cái hôm lễ chuyển chức giám mục mới, một ca đoàn tổng hợp nhiều giáo xứ, không chỉ đấu cười thôi mà nó thể hiện cái sự hiệp thông đoàn kết nhiều giáo xứ trong một cái dịp trọng đại của giáo phận. Hôm vừa rồi đi ra Nha Trang, sau lễ chuyển chức Nha Trang có nhiều cha, nhiều thầy, nhiều người quen ghé tai tôi gọi là ca đoàn hôm nay không bằng ca đoàn phát diệm, không bằng chưa nói đến chuyện hát hay không, mà thể hiện cái sự hiệp thông đó. Họ thấy biết đó, cái đó là một ca đoàn tổng hợp đúng nghĩa, ca đoàn tổng hợp của giáo phận, nhiều giáo xứ hợp lại lấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà đến hôm nay đây là lễ giáo phận này, hay là ít nhất ở trong giáo xứ, những lễ bổn mạng của giáo xứ, nếu mà cái dịp bổn mạng của giáo xứ mà tất cả các ca đoàn trong giáo xứ cùng tập dượt, cùng chuẩn bị cho ngày đó hát chung với nhau, thì cái hình ảnh hiệp thông nó rõ hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, đúng không? Chứ còn bây giờ mà bổn mạng giáo xứ cái lễ đó giờ đó, hàng ngày cái giờ đó thì ca đoàn đó hát, thì làm sao các đoàn khác không được hát, ấm ức rồi thế này thế kia, nó mất đi cái bầu khí hiệp thông. Thay vì mừng bổn mạng chung của giáo xứ, bây giờ lại chỉ của một nhóm thôi. Đấy, thí dụ như vậy. Cho nên hôm nay nếu mà thánh lễ hôm nay ít nhất là không có phải tổng hợp của giáo phận, mà ít nhất cả đoàn tổng hợp của giáo xứ chính tòa thì nó đẹp hơn nhiều. Đấy, chỉ lấy một cái hình ảnh, một cái hội đoàn, một cái đoàn thể đơn giản thôi. Còn các cái đoàn thể khác cũng vậy, có rất là nhiều dịp chúng ta làm việc chung với nhau, cộng tác với nhau, và chúng ta làm sao thể hiện được cái sự hiệp thông đó. Thì ngoài các cha thì ban chấp hành có cái vai trò quan trọng. Các cha thì đưa ra cái định hướng, chứ các cha không thể đi cứ nắm cái tay cái đoàn này để kêu nó bắt tay với thằng kia, xong rồi được hai đứa lại chạy ra, nắm tay được thằng khác kéo về đây thì hai đứa kia nó mỗi đứa một ngả rồi. Các cha không thể làm được cái chuyện đó, thì ban chấp hành giáo xứ phải là người cùng cộng tác với cha để điều phối, để nối kết, tạo nên cái sự hiệp thông đó. Một cái hình ảnh chỉ gợi lên ở đây thôi, chứ không có ý chê bai gì đâu, mà gợi lên để rồi chúng ta hướng tới cái điều đó. Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô, cho nên phải sống cái tinh thần hiệp thông. Chứ còn chúng ta không để ý xây dựng cái tinh thần hiệp thông thì vô tình chúng ta đang làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô bị sâu xé rồi, không còn là một giáo hội hiệp nhất nữa. Và một điểm khác, ngoài cái sự hướng đến hiệp thông, thì chúng ta các cái bước tiến hành trong cái tiến trình hiệp hành còn có tham gia và sứ vụ, thì ban chấp hành cũng vậy, với cái vai trò của mình cũng phải tích cực tham gia và nhiệt thành trong các cái sứ vụ đã được trao. Có lẽ quý vị ở đây không phải chỉ là có vai trò trong ban chấp hành, tham gia ban chấp hành giáo xứ thôi, mà tôi biết là có nhiều vị còn tham gia các hội đoàn, nhóm này những kia nữa. Có một người mà có khi là tới 3-4, tham gia 3-4 cái đoàn thể, 3-4 cái sinh hoạt. Đó. Cho nên ngoài cái việc tích cực tham gia các sinh hoạt dành cho các giới, ở đây chắc nhiều vị ở trong giới gia trưởng, hôm nay rất vui tôi thấy có một số các cô các chị cũng trong ban chấp hành mà vẫn còn ít lắm. Làm sao là cái lực lượng nó gia tăng lên. Thì các chị đây chắc cũng tham gia vào cái giới hiền mẫu hay là các cái hội đoàn khác, Legio, nhiều vị ở đây cũng tham gia của Silo vân vân. Thì ngoài việc tích cực tham gia các sinh hoạt các giới, các đoàn thể như vậy,
Thì vai trò của quý chức là cùng với mục tử điều hành các sinh hoạt chung của giáo xứ, như lúc nãy đã gợi lên vài cái gợi ý. Mình là đại diện cho cộng đoàn dân Chúa, làm việc trực tiếp với các mục tử, nên mình cũng phải lắng nghe ý kiến của cộng đoàn rồi mình đệ đạt. Chứ còn là quý chức không phải là cứ chỉ có là cái người truyền đạt cái ý kiến của mục tử cho xuống cho cộng đoàn, mà cũng phải đệ đạt lắng nghe ý kiến của người giáo dân để mình đệ đạt lên. Nhiều người muốn góp ý mà không dám nói, cho nên phải qua cái người đại diện của mình. Giống như bên ngoài chúng ta bầu quốc hội đấy, mấy cái đại biểu quốc hội là người đại diện cho dân, truyền đạt cái ý kiến của người dân để tìm cách giải quyết. Thì cũng vậy, chúng ta là người lắng nghe, đón nhận ý kiến của cộng đoàn và đệ đạt. Với dĩ nhiên là phải đệ đạt đúng nơi đúng chỗ, qua những cái buổi họp, qua những cái chương trình lên kế hoạch cho hay là tổ chức những cái sự kiện trong giáo xứ để mình lắng nghe rồi đệ đạt để tìm cách giải quyết. Có thể những cái ý kiến đó nó còn phiến diện, tức là nhìn từ một phía nào đó thôi, nhưng mà mình vẫn đệ đạt lên để rồi chúng ta tìm ra một cái giải pháp chung, một cái cách thế nó trọn vẹn hơn, nó hoàn hảo hơn. Và trong khi thi hành cái tham tích cực tham gia rồi nhiệt thành trong cái sứ vụ như vậy, thì chúng ta cũng phải ý thức là trong cái bầu khí cùng nhịp bước với giáo hội, chứ không phải chỉ cho cái đoàn thể, không phải chỉ cho giáo xứ của mình mà thôi, mà cùng nhịp bước với giáo hội, mà giáo hội địa phương ở đây là giáo phận, cho nên là cũng phải hiệp thông trong cái, những cái chương trình chung của cả giáo phận, chứ không thể là chỉ có mỗi giáo xứ chúng ta là nổi bật, chỉ có mỗi giáo xứ chúng ta là có những cái sinh hoạt phong phú sống động, còn những giáo xứ khác thì yếu kém thì mặc kệ nó, không được. Phải trong cái tinh thần cùng bước đi mà giáo hội mong đợi, cùng nhịp bước với giáo hội, hiệp hành là vậy. Hiệp hành có nghĩa là tất cả mọi người cùng bước đi trong cái sự hướng dẫn của Chúa, theo cái con đường mà Chúa muốn. Chứ còn cùng bước đi mà có nghĩa là chỉ đi chung với nhau thôi, mà mỗi người một ý, mỗi người một cái mục đích, thì không gọi là hiệp hành, mà chỉ dừng lại ở đồng hành thôi. Những người có lẽ những người mà bây giờ đang thí dụ trong cuộc chiến ở Ukraine và Nga thì dễ nhiên là có những thời gian người ta phải di tản, di cư, chạy loạn đó. Thì những người đó là cùng đi trên một con đường, nhưng mà mỗi người một cái mục tiêu, làm sao để cứu sống bản thân mình, cứu sống gia đình mình thôi, chứ nó không có một cái mục tiêu chung. Còn hiệp hành là phải hướng đến một cái mục tiêu chung là giáo hội của Chúa Kitô, là nước trời. Với cái tinh thần tích cực như vậy, nhiệt thành như vậy trong cái sứ vụ của mình, dù việc lớn việc bé mà chúng ta làm với tất cả lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, yêu mến cộng đoàn của mình, thì chắc chắn những cái việc phục vụ đó sẽ có ý nghĩa, có giá trị trước mặt Chúa và được Chúa chúc lành. Mà không phải chỉ chúc lành cho mình thôi, mà Chúa sẽ chúc lành cho cả cộng đoàn chúng ta, nhìn bằng cái con mắt đức tin, và chúng ta dấn thân phục vụ trong cái tinh thần như vậy, thì cái việc phục vụ của chúng ta mới có ý nghĩa. Chứ nó không chỉ dừng lại ở cái danh dự, vinh dự cho bản thân mình, được mọi người kính nể, mà cái hiệu quả, cái hoa trái cuối cùng phải là cái hoa trái trong chính đời sống cộng đoàn, trong chính giáo xứ của mình. Và cuối cùng,
dù là ban chấp hành hay là dù chỉ là người giáo dân bình thường, cái mục tiêu của tất cả chúng ta phải là nên thánh. Chứ mình làm việc này việc kia thành công rồi kết quả vân vân mọi người khen, mà không nên thánh thì đều vứt hết. Cho nên là chúng ta dấn thân phục vụ và được mời gọi nên thánh ở trong và cùng với cộng đoàn giáo sự, ở trong và cùng với cộng đoàn giáo sự. Một mình nên thánh, còn bao nhiêu đứa khác thì nó sao hỏa ngục hết cũng không được. Chúa không muốn như vậy, mà Chúa muốn chúng ta tất cả đều được cứu độ ở trong giáo hội của Chúa, nhiệm thể Chúa Kitô. Cho nên là mình phải nên thánh ở trong và cùng với cộng đoàn giáo xứ của mình, cái tinh thần liên đới, từ bí tích rửa tội, tất cả chúng ta đều được tháp nhập vào nhiệm thể của Chúa Kitô, trở nên Kitô hữu, rồi trở nên anh chị em của nhau. Nên là giáo hội là người mẹ luôn đồng hành, hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta. Rồi giáo hội cũng thông ban ân sủng cho chúng ta, hỗ trợ như là những phương thế để giúp chúng ta nên thánh. Thì bây giờ là chúng ta, vai trò của chúng ta là ban chấp hành trong giáo xứ. Mình dẫn qua những cái vai trò của mình, qua những cái dẫn thân trực tiếp phục vụ cộng đoàn của mình, thì phải làm sao để qua những cái việc phục vụ đó giúp chúng ta ngày càng thánh thiện hơn, ngày càng nên giống Chúa Kitô hơn. Đó mới là cái mục tiêu cuối cùng mà Chúa mời gọi và mọi người chúng ta phải hướng tới. Và trong cái tinh thần hiệp hành của giáo hội thì có một cái phương thế để giúp cho tất cả mọi người, từ giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, nên thánh trong cái tinh thần hiệp hành. Đó là chúng ta phải luôn luôn thường xuyên hoán cải về mặt thiêng liêng. Quý vị nhớ cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Cho nên trước hết là phải sám hối, phải hoán cải đó. Mà muốn sám hối hoán cải là mình phải thường xuyên nhìn lại bản thân mình, thường xuyên kiểm điểm xem là mình làm cái việc đó theo ý riêng của mình hay là theo ý Chúa. Mình làm việc đó để xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn hay là chỉ làm cho cái đề cao cái nhóm của mình, cái phe của mình mà thôi. Nên là phải thường xuyên hoán cải. Mà muốn hoán cải, muốn phân định đúng sai thì phải có Chúa Thánh Thần thôi. Chứ còn nếu mà nhiều khi mà không có Chúa Thánh Thần, không nghe Chúa Thánh Thần thì mình hoán cải vẫn theo cái ý riêng của mình. Bình thường vậy, cứ bao giờ mình thấy cái ý riêng của mình, cái kế hoạch của mình là số 1. Cho nên là nếu mà chỉ theo ý riêng của mình thôi thì không hoán cải được. Muốn hoán cải là phải từ bỏ cái tôi của mình và lắng nghe Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần mới là người đưa chúng ta đến sự thật. Thì Chúa Giêsu nói khi Đấng Bảo Trợ đến, Ngài sẽ đưa chúng con, dẫn đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn. Vì thế cho nên là chúng ta phải vẫn thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Mà cầu nguyện thì có lẽ trong thực hành thì chúng ta cũng đã có thói quen rồi. Và vì thành thói quen nên lắm khi mình không ý thức. Làm cái gì đầu tiên là cũng cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng mà rồi có nghe Chúa Thánh Thần, rồi có làm theo Chúa Thánh Thần không, nó lại là chuyện khác. Xin Chúa ban Thánh Thần đổi chúng con bên trong, bên ngoài gì đó. Mà rồi không gạt bỏ cái tôi của mình đi được thì không theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, không để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn được. Nói tóm lại thì người giáo dân nói chung, những người được chọn, được bầu
để đại diện cho cộng đoàn dân Chúa trong ban chấp hành các giáo xứ, cả các giáo họ riêng, chúng ta đều được mời gọi nên thánh và nên thánh theo cái linh đạo riêng của mình. Các tu sĩ mỗi dòng có cái linh đạo của họ, các đan sĩ có cái linh đạo nên thánh của họ bằng việc cầu nguyện, bằng việc lao động. Các linh mục cũng có linh đạo nên thánh của các linh mục, nên thánh qua cái việc mục vụ, phục vụ cộng đoàn. Thì bây giờ quý chức trong ban chấp hành cũng có cái linh đạo nên thánh của mình trong cái vai trò là cầu nối giữa chủ chăn với đàn chiên, trong cái vai trò là người cùng với chủ các mục tử điều phối những cái sinh hoạt trong giáo xứ, cũng như là liên kết các cái hoạt động của các hội đoàn như đã nói. Thì chúng ta được mời gọi nên thánh trong những cái bổn phận đó. Và vì vậy thì cái con đường nên thánh hay là linh đạo nên thánh của chúng ta nó khác hẳn với cái linh đạo nên thánh của các tu sĩ, cũng khác hẳn với cái linh đạo nên thánh của các linh mục. Mà cách nên thánh của người giáo dân, của ban chấp hành, nó hoàn toàn đặc thù, chứ không phải là bản sao của một thành phần nào khác. Đấy, một vài cái gợi ý như vậy để rồi trong cái ngày mừng bổn mạng hôm nay, với lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta sẽ ý thức hơn về cái vai trò của mình trong cương vị là ban chấp hành các giáo xứ, để rồi chúng ta sẽ tích cực hơn hoàn thành cái vai trò của mình, cái sứ vụ đã được giáo hội trao phó. Và qua đó chúng ta sẽ ngày càng trở nên thánh thiện, nên giống Chúa Kitô hơn, ngày càng tiến đến cái mục tiêu chung của tất cả mỗi người chúng ta, những người môn đệ của Chúa Kitô, đó là nên thánh, nên hoàn thiện như Cha trên trời. Một lần nữa xin chúc mừng bổn mạng của quý chức trong giáo phận phát diệm, và cũng cầu chúc cho tất cả quý vị nhờ lời chuyển cầu và nhờ gương sáng của hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta sẽ hăng say tích cực hơn trong cái vai trò của mình, và mỗi ngày nên càng nên thánh hơn như lòng Chúa mong ước. Xin kính mời các quý chức đứng. Chúng con xin tri ân Đức Cha giáo phận đã quan tâm đến quý chức ban chấp hành chúng con. Hôm nay ngày lễ bổn mạng riêng của chúng con, chúng con cũng được bồi dưỡng về mặt thiêng liêng, chúng con cũng vừa được Đức Cha bồi dưỡng về mặt tinh thần trong cái đường hướng của giáo hội toàn cầu hiệp hành. Đức Cha cũng nhắc nhở chúng con đồng trách nhiệm, đồng cảm với các mục tử. Đức Cha cũng nhắc nhở chúng con tinh thần hăng hái tham gia, đoàn kết ở trong các cộng đoàn, các giáo xứ. Và điều quan trọng nữa là Đức Cha cũng nhắc nhở chúng con luôn luôn tìm kiếm ý Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nên thánh và giúp nhau nên thánh. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, và chúng con cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của Đức Cha trong thời gian tới. Một lần nữa chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha và chúc mừng bổn mạng Đức Cha. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Đức Cha trong đời sống như trong sứ vụ của Đức Cha. Xin quý chức một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đức Cha.